trước đám đông, hộ pháp Kim Cang thẳng thắn. Quan trọng là thầy tất tâm đi với thầy Minh Tuệ không vì gì cả. Còn việc ai nói việc tư, việc riêng, thầy không quan tâm nữa. Thầy đã bỏ vợ bỏ con rồi, thầy không quan tâm nữa. Giờ vợ thầy đi lấy chồng, thầy cũng đâu quan tâm. Hộ pháp Kim Cang của thầy Minh Tuệ lên tiếng về quá khứ nợ nần rồi bỏ vợ con. Cô gái vào nhà hàng 5 sao gọi bò Wagyu, tôm hùm rồi bùng tiền. Dán mắt vào điện thoại, người đàn ông hút luôn vào đầu xe buýt trên đường. Gia cảnh đáng thương của cháu bé tử vong trong vụ cháy tại Hải Dương. Hộ pháp Kim Cang của thầy Thích Minh Tuệ lên tiếng về quá khứ đen tối, sa đọa nợ nần rồi bỏ vợ con. Những ngày qua, dư luận tranh cãi khá nhiều về trường hợp người đàn ông đi theo thầy Thích Minh Tuệ. Người này vì có vẻ ngoài dữ tợn, gương mặt giống với hộ pháp Kim Cang nên được cư dân mạng gọi bằng danh xưng này. Trong quá trình bộ hành, không ít lần người này xuất hiện với dáng vẻ hung hăng, quát tháo, ngồi tán gẫu với những YouTuber, TikToker đi theo. Chính sự khác lạ đó khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ ông. Đỉnh điểm phải kể đến hôm 25 tháng 5 vừa qua, sau khi báo chí công bố bài phỏng vấn cháu ruột của ông Phương sinh năm 1982, ông Phương chính là hộ pháp Kim Cang đang nổi tiếng trên mạng này. Người cháu tiết lộ, ông Phương từng làm ở một mỏ than tại Quảng Ninh, nhưng vì ăn chơi nợ nần nên cuối cùng phải bán nhà cùng vợ con vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống từ năm 2015. Cháu ông Phương khẳng định ông không phải doanh nhân, gia đình đang rất khổ cực nhưng ông vẫn bỏ đi theo sư Thích Minh Tuệ. Mục đích chính cũng không tốt đẹp gì, thực chất chỉ là để gây sức ép với gia đình mà thôi. Không lâu sau, một Facebooker có tên Vlog Trúc Ngân TV chuyên đi theo thầy Thích Minh Tuệ đã đăng tải clip hộ pháp Kim Cang này lên tiếng. Trong đó, ông Phương khẳng định mình đã bỏ vợ con, toàn tâm toàn ý đi theo bảo vệ ông Thích Minh Tuệ. Trước đám đông, hộ pháp Kim Cang thẳng thắn. Quan trọng là thầy tất tâm đi với thầy Minh Tuệ không vì gì cả. Còn việc ai nói việc tư, việc riêng, thầy không quan tâm nữa. Thầy đã bỏ vợ bỏ con rồi, thầy không quan tâm nữa. Giờ vợ thầy đi lấy chồng, thầy cũng đâu quan tâm. Người đàn ông này thừa nhận từng làm thợ mỏ ở Quảng Ninh, nhưng không đã động đến thông tin mình là người chơi bời, nợ nần chồng chất. Hộ pháp Kim Cang cho biết mình là người chuyên buôn hàng đồ chơi Trung Quốc. Hộ pháp Kim Cang bày tỏ, từ khi thầy đặt chân đến đây với thầy Minh Tuệ thì thầy đã mất rất nhiều thứ, phải động viên thầy chứ. Giờ đi hỏi thầy ngày xưa thế nọ thế kia, thầy đến đây đâu phải để bới quá khứ của thầy. Thống nhất là từ hôm nay, ai hỏi quá khứ của thầy, thầy không trả lời. Điều gây chú ý là trong suốt quá trình nói chuyện, người này liên tục dùng những từ lóng đời thường như chốt hạ, thầy chấp tất, chỉnh thầy. Cách xưng hô thầy con cũng khác hẳn ông Thích Minh Tuệ, bởi ông Minh Tuệ bấy lâu chỉ xưng con và khá kiệm lời trước mọi người. Cô gái vào nhà hàng 5 sao gọi bò Wagyu, tôm hùm rồi bùng tiền. Ngày 29 tháng 5, Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội xác nhận sự việc một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của khách sạn 5 sao trên địa bàn nhưng sau đó không chịu trả tiền. Vì này cho hay, công an xác định cô gái này thường xuyên đi ăn không trả tiền và có tâm lý không bình thường. Sau đó, nhà hàng không yêu cầu xử lý vụ việc cô gái này. Trước đó, anh Sang, quản lý nhà hàng đăng tải trên mạng xã hội, chia sẻ bài viết về việc một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng tới nhà hàng của một khách sạn sang trọng. Cô gái yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món như là bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu Vang Đức, hoa quả, số tiền 11,1 triệu đồng. Khi mới vào, thấy cô ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự. Khang chia sẻ, khi mới đến giờ chuẩn bị đóng cửa thì nhân viên tới tính hóa đơn thì cô này tỏ ra ngây ngô, không mang bất kỳ loại giấy tờ cá nhân nào. Nam quản lý nhà hàng cho hay, anh đã nhiều lần ra nói chuyện với khách hàng, đồng thời liên hệ công an. Tuy nhiên, cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa rồi rời đi mà không trả tiền. Cuối bài đăng, người quản lý nhà hàng mong muốn người thân cô gái trên hỗ trợ liên hệ với nhà hàng để thanh toán bởi số tiền là không hề nhỏ. Dán mắt vào màn hình điện thoại, người đàn ông hút luôn vào đầu xe buýt trên đường. Vụ tai nạn xảy ra ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ lúc 8 giờ 20 sáng ngày 22 tháng 5 theo giờ địa phương. Đoạn phim CCTV cho thấy thanh niên 18 tuổi do mãi tập trung nhìn vào chiếc điện thoại khi đang đi bộ bên đường trong giờ cao điểm nên không để ý rằng chiếc xe buýt đang chạy tới. Người thanh niên đâm thẳng vào đầu chiếc xe buýt đang giảm tốc độ khi đến điểm dừng. Mặt anh ta đập vào đầu xe nhưng rất may là không bị thương do tài xế đã kịp phanh gấp. Truyền thông địa phương đưa tin thiếu niên được xác định là EK,
chị bị ngã và hơi choáng sau tai nạn nên đã ngồi nghỉ ở mép đường. Tài xế Omar Bostan cũng nhanh chóng xuống xe để kiểm tra tình trạng của Eka và thiếu niên đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Omar nói, tôi đợi cậu ta nhìn thấy chiếc xe để tránh, nhưng cậu ta không làm vậy. Tôi vội đạp phanh và dừng lại, nhưng không phải trước khi cậu bé tông vào tôi. Tốc độ của tôi chỉ khoảng từ 10 đến 20 km/h. Nếu tôi chạy tốc độ nhanh, Chúa ơi, không biết điều gì sẽ xảy ra. Xôn xao quỹ lớp hơn 60 triệu tiêu hết sạch không rõ nguyên do, mẹ thắc mắc lại bị nói không thích thì cho con chuyển lớp. Mới đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước bài đăng bóc phốt của một nữ phụ huynh về vấn đề đóng tiền quỹ hội phụ huynh của lớp con mình. Câu chuyện được cho là xảy ra tại lớp 1A3 thuộc một trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, trong năm vừa qua, phụ huynh của lớp 1A3 được yêu cầu đóng quỹ 1,5 triệu đồng một học sinh. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát nếu như vào buổi họp tổng kết năm học 2023-2024 vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, tập thể phụ huynh nhận được thông báo hết quỹ, đồng thời được yêu cầu chuyển thêm 200.000 đồng cho một học sinh để chuẩn bị cho năm học mới. Theo chia sẻ của chủ nhân bài đăng, chị này cho rằng, trong năm vừa qua, nếu mỗi phụ huynh đóng 1,5 triệu đồng cho một học sinh, thì tổng quỹ là 64,5 triệu đồng, tính theo sĩ số lớp 43 học sinh. Tuy nhiên, theo quan sát của nữ phụ huynh, quỹ lớp không tổ chức được nhiều hoạt động dành cho các bạn, mà chủ yếu để làm phong bì, đi các hoạt động khác. Cũng vì thế, trong buổi họp tổng kết năm học, một vài vị phụ huynh đã đề nghị xem bảng chi tiêu của quỹ, song đề nghị này bị trưởng ban phụ huynh từ chối. Thay vào đó, trưởng ban phụ huynh chỉ đứng đọc bảng chi tiêu với giọng rất nhỏ, nên không ai trong lớp nghe rõ. Sau khi buổi họp tổng kết năm học kết thúc, nữ phụ huynh nhắn tin trong lớp chung muốn biết bảng chi tiêu của quỹ lớp. Tuy nhiên, sau khi chị nhắn tin thì một nhóm phụ huynh đã trả lời, chị không thích cho con chị học lớp này thì chị chuyển lớp. Đăng kèm dòng trạng thái đầy bức xúc, nữ phụ huynh này còn chụp loạt tin nhắn của ban phụ huynh yêu cầu các phụ huynh nộp thêm vào quỹ lớp 200.000 đồng cho một học sinh trong nhóm chat chung. Bên cạnh đó, chị cũng đính kèm dòng tin nhắn ban phụ huynh thông báo dừng hoạt động thu thêm quỹ lớp vì lý do trong lớp 1A3 đang có một số thành viên nói xấu, bôi nhọ ban phụ huynh và lớp học, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết lớp học. Ban phụ huynh cần có thời gian để làm rõ vấn đề này. Tuy chưa biết thực hư câu chuyện thế nào, song ở thời điểm hiện tại, bài đăng này vẫn thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Gia cảnh đáng thương của cháu bé tử vong trong vụ cháy tại Hải Dương. Bố mẹ ly hôn, vừa về quê sinh nhật em thì gặp nạn. Liên quan đến vụ cháy tại xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, khiến bé Đinh Thu Hoàng Vân, sinh năm 2009 tử vong, và cháu Đinh Duy An, sinh năm 2013, bị thương nặng phải nhập viện. Theo thông tin trên báo Hải Dương, chị Bùi Thu Hân, sinh năm 1994, và chồng cũ có hai người con là cháu Vân và cháu An. Sau khi ly hôn, cháu Vân ở với bố, cháu An ở với mẹ. Hiện chị Hân đã xây dựng gia đình với một người Trung Quốc, công nhân nhà máy nhiệt điện Bót Hải Dương. Ngày 27 tháng 5, cháu Vân từ Quảng Ninh về Kinh Môn ăn sinh nhật em. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 5 người, gồm chị Hân, chị Thùy Liên, em gái chị Hân, bà Nguyễn Thục Quyên, sinh năm 1972, người làm thuê, hai cháu Vân và An. Lúc này, bà Quyên và hai chị em chị Hân đã thoát ra ngoài an toàn. Cháu Vân và cháu An được người dân, lực lượng chữa cháy tại chỗ đưa đi cấp cứu. Sau đó cháu Vân tử vong. Cháu An sau đó được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Cơ quan chức năng nghi rò rỉ khí ga ở khu vực bếp trong quá trình đun nấu tại kiosk gây ra cháy. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra. Trưa cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn, đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy 30 triệu đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.